Năm ăn và hờ bết bờ hờ pa, chua chết mưa tỉnh dùng ho ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Kỳ, im ao ngân vốn, ma năm chú hơn khồn, hơn khờ khồn, côn chính sách. Tùm chớ cử chú hơn bè biến sản xuất, mi đẩy ngân tiền, ọc khỏi rực xẹp hanh mặn. Cái chơi mi sau một chương trình tiện dùng, ý mi khờ xam nghìn xám hỏi tửa hương khồn, tân chủ côn chỉnh sách, đầy mản ngân vốn, cử ế kín, trực trao tơi khùng, cư tỏ họt mèn giảm khồn, hành mặn. Chơi việc nừng ca xa tân hợp, hoa ngân hàng chỉnh sách xã hội huyền Tân Kỳ. Cứ ngân hàng toàn chảo chia lai mản ngân vốn, hơ mản, tân ao nở, thu ngân lại. Thu ngân tiết kiệm tân xử lý nâng nở nhân khòng. Chú ăn đầy thành ốc mảnh, cư chú hân khồn hơn khử khồn, tân chú khôn chỉnh sách, đầy ngải quân chơ mản ngân vốn túp sỏi. Mèn xá mi khờ cao xít phân hỏi bí nòng mèn côn tay. Họ nỉ mi chết hỏi sơ hốc hơn khôn nhạc, đầy mản ngân vốn tè ngân vốn tìm dùng chính sách. Ý mi bẻ xếp chết hơn đầy mản vốn, sắp nghị định sau bẹt bi song nghiên sau song hong chỉnh phủ. Mưa chính sách túp sỏi, thành ọc chương trình hong điên mương. Bè bên kinh tế xã hội hơ bí nòng côn tay mương pù, sớm mê ngân hơn chết tỷ đồng. Năm hàn và hơn khôn hong xã tân hợp nói mà, nhằng sau chết phải xám phân hỏi. Thực hiện cái nghị định số 28 của chính phủ. Tay ngọc nghị định số 68 hong chính phủ, xã im và quàng họt bí nòng, sẽ môi ma chủ côn, cơ tại hàn tốt sỏi bí nòng đem mản ngân vốn, năm lại xuất tầm, nhằm năm kinh tế hong tỷ dụ. Năm ba đầy ngân vốn mản đầy mảnh và lai hươn ý mô hào bẻ biên sản xuất ế chủ mô hình nhân xương kinh tế tây hươn tân tựa ọc khỏi dược xẹp tân biển tối tươi khủng. Trong nhờ nguồn vốn của ngân hàng chính sách huyện Tân Kỳ, năm mươi ngân vốn mản ho ngân hàng chính sách xã hội Tân Kỳ, tây hươn ỉm sử quai liền sắt đầy mi tử ngân tiền mi ngân cờ liền lực kỳ hiền ế hươn rào tây hươn ỉm ọc khỏi dược xẹp. Sau khi được bên ngân hàng chính sách lắng chơi đầy ngân hàng chính sách xã hội hơ mản ngân tốt xoài xử co neo cư biển tồi chơ sản xuất tây hươn ỉm bi tửm ngân tiền cứ ế đi đầy ngân vốn túp xoài ho ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Kỳ ế đi công tác bỏm ít năm chù xà thị trần cái chơ mèn hơ mản hong chù tổ chức chính trị xã hội quân chơ sòn côn hơ mản xẹp môi côn mản ngân đi đầy. Họ nỉ huyện Tân Kỳ mi khở xếp 1.000 chết hỏi hươn đầy mản ngân vốn túp sỏi, sớm ngân giữ nở hơn hốc hỏi 39 tỷ đồng. Quân ngả sỏi hờ hàng nghìn cáo hỏi hươn khồn, hươn khử khồn, hươn há ọc khỏi dược xẹt ít kinh tế, sớm ngân giữ nở khờ xám hỏi hốc xếp hà tỷ đồng. Bẹt hỏi sao xám nòng học sinh sinh viên hươn khồn đầy mản ngân vốn học hiền, túp sỏi ít hàng nghìn công trình nằm mút, hươn bay phải bay bốt. Xăm hỏi bẻ xíp hươn khôn, đầy tốt sỏi hươn rủ, sắp quyết định hỏi nừng hốc xíp chết, tân quyết định xám xíp xám. Mỹ hỏi nừng bẻ xíp chết hươn đầy mản ngân vốn, sắp nghị định số 68 bi song nghi sao song hong chính phủ. Chúng tôi thường xuyên bám sát cái chỉ đạo của ngân hàng chính sách xã hội cấp trên. Tú khôi mặn khờ khát mộc sòn hoa ngân hàng chính sách xã hội cấp nưa và hờn hờ con thầy na cấp ủy chính quyền bản mường, thầy ngọc đi chủ chính sách cả nước tỷ dù. Vào năm chù tổ chức chính trị xã hội, thành đi và quảng, tân mến môi hào, chù ngân cử xòm, cơ mản ngân vốn, tân mến với họ họ tỷ, họ tàng. Cho thành ọc, cho hờ mản cái lai tàng, chính sách, tín dụng im khách quảng, mến ăn, xuẩn hành, hờ cho bê hờn mưa kinh tế xã hội, xoa vang rực xẹp cả huyện Mương Pu, Tân Kỳ. Họ nỉ chú hươn đầy mản ngân vốn, im ô hào ít nhằm, tông vốn mi đầy việc ít, giảm khồn hay mặn. Ni có mèn ăn cứ sỏi hờ côn khồn chú côn chỉnh sách hành mèn bí nòng côn tay bê hờn cai chú khôn nhạc bê hờn cuông chưa khồn là nghìn.